Xin chào bác, quay trở lại với kênh Chia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp Đua Gian OCG 2600, một mẫu xe đạp đang bán tại cửa hàng với mức giá chỉ có là 6.800.000. Các bác được một mẫu xe đua không nhôm, nước sơn nguyên bản, toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, với mức giá 6.800.000, một chiếc xe thương hiệu Gian khá là tốt. Model OCG 2600, tổng thể xe thì như các bác thấy, các thứ hoàn thiện, nước sơn thì cũng còn rất là tương đối gọi là mới. Còn cực kỳ là đẹp. Được sử dụng full bộ group Shimano Tourlay với 7 tầng líp và 2 tầng đĩa, nó sẽ 14 tốc độ khác nhau. Nhôm trọng lượng xe thì cũng khá là nhẹ lắm nhé, từ khoảng chục cân. Chục cân nó cũng tương đối là nhẹ. Bánh 700C. Đồ lạc nguyên bản nguyên zin. Dùng full bộ và lúc chuyển động Shimano Tourlay. Từ bộ đề đến tay lắc cũng là Shimano Tourlay. Giám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 53 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 54 cm. Thì xe phù hợp các bác từ khoảng 1m65-66, từ 1m65-66 đến khoảng 75-76 đi phù hợp. Thì giá bán của chiếc xe bên em đang bán tại cửa hàng với mức giá chỉ có là 6.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bạn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đang đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. 99% đàn ông tuổi trung niên thường gặp các bệnh như giảm ham muốn tình dục, yếu sinh lý, bệnh gút, đau lưng, mỏi gối, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Các bác lên YouTube tìm kênh Thảo Dược Ngâm Rượu Tây Bắc để được giải đáp và những thắc mắc và những bệnh lý nêu trên.